only call it, you only call it night. You only call it night. You wanted what I think, think. All these women lie, push me to the brink. Các bạn đã đến với kênh YouTube của Phá Auto, thì mình là Tuân. Thì hôm nay bên mình có làm một chiếc xe VinFast Lux SA. Thì xe này thì mình lên khá nhiều đồ chơi. Đầu tiên là phần mặt trước của chiếc xe. Cái đập vô mắt đầu tiên là cặp đèn. Thì bên mình lên cho đây là cặp đèn Titan Platinum LED với lại X-Line V20-2022 với mắt quỷ đỏ này. Thì cặp đèn này là sẽ hỗ trợ tăng sáng rất là tốt, bởi vì đèn zin của xe VinFast Lux SA thì rất là tối. Nếu mà bạn đi vào cao tốc hay là đi vào mấy đường tối á, thì cặp đèn này hỗ trợ rất là nhiều. Đây là cặp đèn combo đèn mà lên nhiều nhất bên mình. Rồi, cái thứ hai là mặt ca lăng phong cách Maserati. Thì cặp mặt ca lăng này thì được bên mình đổi chế theo cái phong cách của xe Maserati. Thì mình có thể sơn màu của nó lên. Như chiếc xe này thì mình sơn khác với những xe độ còn lại á, là mình sơn màu nâu. Không biết là ban đêm các bạn có thấy được không, nhưng mà mình đánh giá thì cái mặt ca lăng này là đẹp nhất từ trước đến giờ bên mình làm. Đây, các bạn có thể xem sơ qua. Và điểm nhấn của phần đầu xe đó là cái LED logo. LED logo này là bên mình custom thành màu trắng cho phù hợp với tông màu chuối xe. Thì cái LED logo này mình có thể tùy chọn màu nào tùy thích nha. Hoặc là mình có thể làm cái phiên bản là đổi màu được, đổi màu liên tục, chỉnh qua app. Thì cái đó thì mình sẽ tính thêm tiền. Còn mà làm một màu thì sẽ như thế này. Đi giữa đường rất là nổi bật. Thì lúc mà đi chạy trên đường á, thì mình thấy xe nào VinFast thấy chưa về nó sáng lên là biết ngay. Thì một phụ kiện mà bên mình vừa mới làm đó là cái máy xi nhan Audi. Thì lúc mà đang ở chế độ chờ á, thì nó sẽ hiện như thế này. Cái đèn xi nhan Audi này có rất là nhiều cái option á, có nhiều cái chế độ. Thì mình có từng có một video trên kênh YouTube rồi, thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp trên xe này cho các bạn xem. Rồi lúc chế độ chờ thì đèn xi nhan sẽ chạy như xe Audi vậy. Đây là phong cách Audi. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy và coi hiệu ứng chào của xe. Rồi ok bạn ơi, nổ máy với mình. Đây là hiệu ứng chào. À, nó chạy rất là đẹp. Đúng rồi. À, bây giờ mình xi nhan sang trái nha. Đây. Rồi mình xi nhan sang phải nè. Đây là chế độ ưu tiên. Xi nhan hai bên luôn. Mình bật chế độ ưu tiên để đổ xe. Bây giờ là đèn hậu. Thì mình nổ máy nè. Đấy, nổ máy là sẽ có hiệu ứng chạy. Là cái đèn này lúc nào nó cũng có một cái hiệu ứng là chạy ngang qua. Đó, chạy sọc ở như thế này. Rồi, mời bạn bật chế độ ưu tiên. Chế độ ưu tiên mà lúc mình đổ xe á, là nó sẽ chạy như thế này. Nhìn rất là đẹp. Rồi, các bạn theo dõi. Rồi, bắt đầu hiệu ứng đạp. Mình tắt chế độ đó và mình đạp thắng nè. Đó, nó đập thắng rồi nó sẽ hiện lên để cho người phía sau họ biết được. Nó nháy lên. Mình làm lại nha, mình làm lại một lần nữa nha. Đó, đây là hiệu ứng chạy thắng. Rồi, ok. Bây giờ mình xi nhan. Bây giờ xi nhan trái nè. Xi nhan trái là nó sẽ chạy luôn cái đèn này. Qua đây. Rất là đẹp. Này xe zin là không có, cái này mình phải làm thêm. Rồi mình sẽ nhanh sang phải nè. Rồi ok. Rồi. Ở phía sau mình có làm cả một cái LED logo đổi màu. Cái này mình làm màu đỏ. Ê, mình bật. Đấy. Nhìn rất là đẹp. Một màu đỏ. Rất là nổi bật. Mình đảm bảo với các bạn là lúc bạn thấy cái hiệu ứng đèn này ở ngoài đường á, là chắc chắn là Phá Auto làm. Tại vì cái đèn này là duy nhất, đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, trên thế giới luôn. Rồi thì từ ngày mà VinFast có cập nhật tính năng CarPlay ở trên
xe lắp thì bên mình không cần lắp màn hình Android nữa mà chuyển sang sử dụng Android Box. Thì chiếc xe này cũng không ngoại lệ, thì cũng lên một con Android Box để biến cái màn hình zin của xe thành màn hình Android. Thì Android Box này mình có thể bỏ sim vào này. Thì có rất là nhiều clip ở trên kênh của mình nói về cái Android Box này rồi, thì mình sẽ dẫn link ở dưới phần mô tả để các bạn xem. Chiếc xe này là chiếc xe mà vừa lấy ra từ hãng ra, thì chủ là Mai sẽ đi nhận xe. Thì tất cả những option trên đây là giá khoảng 57-58 triệu, và nó có cả thêm cả thảm lót sàn và một số vệ sinh. Thì sau khi nhận xe thì có thể chủ xe sẽ làm thêm một số phụ kiện nữa. Thì nếu mà có dịp thì mình sẽ quay lên giới thiệu tiếp cho các bạn xem. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu có nhu cầu độ xe thì các bạn đến với Phát Auto 332-334 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Rồi cảm ơn và xin chào tạm biệt các bạn.